Thưa quý vị, một học bổng toàn phần trị giá gần 6 tỷ đồng thuộc ngành khoa học máy tính và kinh doanh của trường Đại học Franklin and Marshall, ngôi trường thuộc top 50 trường nghệ thuật tự do tốt nhất ở Mỹ, vừa được trao cho nữ sinh Nguyễn Thị Quỳnh Như, trường Trung học phổ thông Châu Thành, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quỳnh Như nhận học bổng nhờ vào bài luận viết bằng tiếng Anh về chủ đề thể thao. Để giành học bổng 6 tỷ đồng của trường Đại học Franklin and Marshall tại Mỹ, nữ sinh Nguyễn Thị Quỳnh Như, trường Trung học phổ thông Châu Thành, thành phố Bà Rịa, mất gần 5 tháng thực hiện bài luận về môn thể thao đã gắn bó với em suốt 8 năm, môn cầu lông. Tính cách của em cũng như là con người của em thông qua cái môn này. Và em muốn là viết về cái môn này giống như là thể hiện câu chuyện của mình đến với ban tuyển sinh. Có được thành quả ngọt ngào, Quỳnh Như từng trải qua không ít thất bại. Như không trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, trượt học bổng một số trường đại học. Thất bại lại trở thành động lực để Quỳnh Như tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân. Trong học tập hay các hoạt động ngoại khóa, em đều tuân thủ nghiêm hoạch định mà mình đã đặt ra. Ngoài thời gian học văn hóa, Quỳnh Như cũng dành thời gian cho thể thao, rèn luyện sức khỏe và cầu lông là môn em yêu thích. Tham gia nghiên cứu các dự án có ích cho cộng đồng, Quỳnh Như còn là nghiên cứu sinh của chương trình Youth for Social Innovation và tổ chức phi lợi nhuận New York Research. Trong quá trình học tập và quản lý thì em Như là một học sinh rất là thông minh, rất là năng động và rất là hòa đồng. Em thấy bạn Như là một người năng nổ, nhiệt tình, bạn là một lớp trưởng và bạn hoàn thành tốt vai trò của một lớp trưởng là bạn luôn đốc thúc và nhắc nhở các bạn hoàn thành các công việc của trường, của lớp. 12 năm học ra thì em chưa thấy bạn nào có lớp, bạn lớp trưởng nào tuyệt vời như bạn. Nhờ lập kế hoạch khoa học giữa chơi và học, năm nào Như cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, đạt một huy chương vàng và một huy chương bạc trong hội khỏe phụ động cấp tỉnh năm 2021. Huy chương bạc môn cầu lông giải các câu lạc bộ cầu lông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải nhì cuộc thi Dare to Speak năm 2020. Và tháng 8 tới, Quỳnh Như sẽ chính thức nhập học ở Mỹ, đồng thời cũng đặt mục tiêu học tiếp lên các bậc cao hơn và áp dụng những kiến thức đã học để khởi nghiệp.